danh ca Hương Lan 66 tuổi hòa thuận với chồng hai và con dâu người Mỹ. Cuộc sống viên mãn của danh ca Hương Lan khiến khán giả ngưỡng mộ. Danh ca Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ảnh, sinh năm 1956 tại Sài Gòn. Là con gái của nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, nhờ được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc nên Hương Lan được tiếp xúc và đào tạo ca hát từ rất sớm. Không chỉ được cha ruột chỉ dạy, Hương Lan còn được học hỏi từ nghệ sĩ thân thiết với gia đình như Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Hương và nghệ danh Hương Lan. Của cô được kép từ hai tên nghệ sĩ Thanh Hương và Út Bạch Lan. Mới 5 tuổi, Hương Lan đã được cha mình đưa lên sân khấu trình diễn vở cải lương Thiếu Phụ Nam Xương. Tuy khởi nghiệp bằng cải lương và được làm đào tranh, nhưng Hương Lan lại rẽ hướng sang tân nhạc vào năm 1966 dưới sự đào tạo của nhạc sĩ Trúc Phương. Cô nổi danh khi còn rất trẻ, được mệnh danh là Thần Đồng và báo chí nhắc tên liên tục. Thu âm nhiều băng đĩa, Hương Lan nổi tiếng với chất giọng trong trẻo ngọt ngào. Hương Lan cũng kết hôn sớm và sinh con trai đầu lòng tại Việt Nam. Sau năm 1975, Hương Lan cùng người chồng đầu tiên và cha ruột sang Pháp định cư, khi đó cô đang mang thai người con thứ hai và hạ sinh khi mới đặt chân tới Pháp được vài tháng. Thời gian đầu ở Pháp, Hương Lan cùng chồng và hai con cư ngụ tại ngoại ô thủ đô Paris. Cuộc sống của nữ danh ca tại nước ngoài giai đoạn này khá khó khăn, chật vật. Dù mới sinh con, nhưng cô đã phải đi làm thuê ở nhà hàng kiếm sống và hỗ trợ chồng học tiếng Pháp cũng như học nghề. Chồng Hương Lan may mắn được xin làm việc tại công ty một liên doanh sản xuất bản mạch điện tử. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình Hương Lan khá hơn và cô bắt đầu nghĩ tới chuyện đi hát trở lại. Danh ca Hương Lan sau đó dọn về quận 13 ở Paris. Tuy nhiên, Hương Lan khi ấy chỉ thi thoảng đi hát trong các buổi lễ của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Thời gian này, giữa cô và chồng nảy sinh những rạn nứt và mâu thuẫn. Tới năm 1982, vợ chồng Hương Lan ly dị, cô dẫn con trai sang Mỹ sinh sống. Tại Mỹ, Hương Lan tích cực đi hát, thu băng đĩa và trở thành một trong những ca sĩ trụ cột đầu tiên của nền âm nhạc hải ngoại. Con cưng của trung tâm Thủy Nga, Hương Lan rất đắt show, đi diễn liên tục khắp các nước trên thế giới. Đầu năm 1986, trong tiệc sinh nhật của danh ca Evit Phương, Hương Lan được gặp ông Đặng Quốc Toàn, một kỹ sư cơ khí hàng không. Cả hai nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Người chồng hai này đã có ba người con trước khi về sống với Hương Lan, tuy nhiên cả hai sống rất hạnh phúc bên nhau. Hiện tại, Hương Lan và chồng hai đã trải qua 34 năm chung sống, nhưng rất êm đềm, hạnh phúc. Vợ chồng nữ danh ca định cư tại Nam Cali trong một căn nhà rộng lớn với nguyên khoảng sân vườn ước chừng lên đến 200 m². Lan ra sát mặt đường. Phía sau nhà Hương Lan là một khu vườn rất rộng, có diện tích lên tới cả 100 m². Trong khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn quả, rau củ khác nhau nhưng chủ yếu là các cây Việt Nam như bưởi, thanh long, vải thiều, xoài, ổi, lựu, na, lê, saboche, v.v. Hương Lan thậm chí còn trồng cả một số cây chuối sau nhà để gợi nhớ quê hương. Ngoài cây ăn quả, cô trồng thêm nhiều loại rau như trùm ngây xả, ngải cừu, lá nếp cẩm, v.v. Trong đó có cả cây hùng mang giống từ Việt Nam qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.